Sắc Tỷ Tỷ, Mỹ Nam Hoa Thiên Cốt bất ngờ tuyên bố đã bí mật kết hôn 2 năm. Những ngày gần đây, người hâm mộ showbiz chắc chắn đã xỉu ngang xỉu dọc không biết bao nhiêu lần khi thần tượng của mình thông báo tin đã có gia đình trong âm thầm. Mới tuần trước là thông báo đã có con của Trung Hoa Thuần Vũ và Trương Bích Thần tới tối ngày 28 tháng 1. Lại đến lượt Sắc Tỷ Tỷ Mã Khả của siêu phẩm Hoa Thiên Cốt báo tin đã lập gia đình được 2 năm. Chiều ngày 28 tháng 1, paparazzi xứ Trung bất ngờ tung loạt hình ảnh kèm theo nghi vấn nam diễn viên Mã Khả đã bí mật kết hôn. Theo thông tin có được, cô gái trong hình chính là người đẹp Vương Đan Ni. Điều đáng nói, cô để lộ phòng hai lớn, được dự đoán đang mang bầu tháng thứ 6 thai kỳ. Cả hai cùng nhau tới một nhà hàng dùng bữa, sau đó lên xe trở về nhà. Đáng chú ý, cửa kính của xe có dán dòng chữ, xe đang chở ba bầu, mọi người xin lưu ý. Đến tối ngày 28 tháng 1, Mã Khả mới đăng một bài viết và gây bất ngờ lớn khi tiết lộ mình đã kết hôn từ 2 năm trước. Mỹ Nam Hoa Thiên Cốt gửi lời đến người hâm mộ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Cuộc sống gia đình 2 năm qua khi yêu và được yêu đã giúp tôi trở thành người có trách nhiệm và cảm nhận được hạnh phúc. Cảm ơn cuộc đời đã khiến tôi trở nên trưởng thành hơn. Trên Weibo, netizen xứ Trung đều bày tỏ sự bất ngờ. Cái gì vậy trời? Năm nay các sao tranh nhau tuyên bố kết hôn sinh con sao? Thật không ngờ đấy, bấy lâu nay mà Khả im hơi lặng tiếng là vì điều này sao? Đúng là không tin nổi luôn, tôi đang đọc tin gì thế này? Mã Khả sinh năm 1990, tốt nghiệp trường Học viện Hí kịch Trung ương. Sở hữu gương mặt ấn tượng, điển trai, Mã Khả có lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, tên tuổi của anh thực sự bứt phá khi vào vai Sắc Tiên Mạch trong Hoa Thiên Cốt, đóng cùng Triệu Lệ Dĩnh. Sau bộ phim này, Mã Khả nhận được nhiều lời mời tham gia các phim như Anh Có Thích Nước Mỹ Không, Ngọc Huệ Truyện, Tư Mỹ Nhân, v.v. Năm 2016, Mã Khả từng bị bắt gặp xuất hiện cùng Vương Đăng Ni tại một khu chung cư. Trong Hoa Thiên Cốt, Sắc Tiên Mạch là ma quân đứng đầu ma giới. Trái với những thủ đoạn tàn ác của mình, Sắc Tiên Mạch lại sở hữu dung mạo đẹp nhất lục giới và coi trọng nhan sắc hơn cả tính mạng của mình. Với sức hút riêng biệt của mình, Mã Khả đã thành công hóa thân vào Sắc Tiên Mạch, gây nhung nhớ cho biết bao trái tim người hâm mộ Hoa Thiên Cốt. Ngoài đời, Mã Khả là một anh chàng đẹp trai và dễ gây thiện cảm với khán giả. Bởi vậy, mà khi anh chàng thông báo đã kết hôn được 2 năm, người hâm mộ ai nấy cũng tiếc hùi hụi, nhưng nhìn chung đều chúc phúc và mừng vì anh đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Một số bình luận khác của cộng đồng mạng. Người tình trong mộng của tôi giờ đã là chồng người khác, chúc anh mãi hạnh phúc. Chúc chồng yêu trăm năm hạnh phúc nhé, nước mắt vào trong chúc phúc anh nè. Ai đó nỡ hộ tôi cái cú sốc này với, thông báo gấp quá chưa chuẩn bị tinh thần gì cả. Chúc Sắc Tỷ Tỷ lấy vợ mãi mãi xinh đẹp như thời Hoa Thiên Cốt nha. Có thể nói, bộ phim truyền hình Hoa ngữ Hoa Thiên Cốt là tác phẩm hot nhất vào thời điểm nó lên sóng. Với nội dung được cải biên từ tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Fresh Quả Quả, tác phẩm nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía các fan. Vào những ngày đầu lên sóng, phim không chỉ được bàn luận về việc nội dung thay đổi mà tạo hình nhân vật cũng bị săm soi triệt để không kém. Điển hình là vai Sắc Tiên Mạch của nam diễn viên Mã Khả. Mặc dù tạo hình không giống nguyên tác cho lắm, nhưng nhiều ý kiến cho rằng anh vẫn thể hiện được nét bá khí cùng sự ma mị trong từng ánh mắt của một Sắc Tiên Mạch lục giới đệ nhất Mỹ Nam này. Với sức hút rất riêng đó, loạt ảnh hậu trường của Sắc Tiên Mạch Mã Khả cũng được fan khai quật rất nhiều. Sắc Tiên Mạch là một điểm sáng chú ý trong nguyên tác, tuy nhiên, vào thời điểm khi lên phim, nhiều fan vẫn chưa thực sự hài lòng với tạo hình này. Nhà chế tác Đường Lệ Quân trả lời, Mã Khả ngoài đời là một anh chàng điển trai với gương mặt không phải trái xoan như nguyên tác. Chúng tôi thấy rằng nếu tìm kiếm một Sắc Tiên Mạch vừa mang vẻ đẹp phi giới tính lại vừa hắc ám thì khi lên phim nó lại không hợp lý lắm. Bởi vì bản thân Sắc Tiên Mạch là trưởng môn của Thất Sắc Phái, hắn là một kẻ tự luyến nặng, luôn yêu bản thân mình. Có một tình tiết khiến tôi đặc biệt chú ý, Sắc Tiên Mạch tự luyến đến nỗi khi chiến đấu với kẻ khác, hắn thậm chí còn soi gương trên kiếm đối thủ và kết quả là thua. Cuối cùng, kẻ tự yêu bản thân mình như thế sau này lại có thể vì cứu Hoa Thiên Cốt mà hy sinh dung mạo và cả mạng sống mình. Với gương mặt của nam diễn viên Mã Khả, hình tượng lục giới đệ nhất Mỹ Nam sẽ càng khắc họa mãnh liệt hơn. Mỗi người đều có chấp niệm, còn nguyện vọng của ta chính là muốn bảo vệ một thứ. Đầu tiên là cô ấy, sau đó là muội. Nhưng mà, mặc dù ta đã có dung mạo đẹp nhất thế gian này, nhưng vẫn không có được năng lực bảo vệ những thứ mà ta yêu thương. Tỷ tỷ thật lòng rất thích muội. Câu nói nhói tim của Sắc Tiên Mạch với Hoa Thiên Cốt. Ngoài ra, trước đó trên các mạng xã hội xứ Trung, người hâm mộ vô cùng nhiệt tình chia sẻ những bức ảnh được chỉnh sửa tài tình để thể hiện niềm yêu thích của mình với nhân vật Sắc Tiên Mạch do Mã Khả đóng. Bộ phim Hoa Thiên Cốt được chỉ đạo bởi đạo diễn Lâm Ngọc Phần và Đường Lệ Quân đảm nhận khâu chế tác. Tác phẩm mở ra một câu chuyện tiên hiệp truyền kỳ cùng quá trình trưởng thành của Hoa Thiên Cốt khi ở trên núi luyện đạo cùng sư phụ Bạch Tử Hòa của mình. Mối tình buồn giữa cả hai đã in sâu vào lòng khán giả. Phim có sự tham gia của các diễn viên như Hoắc Kiến Hoa, Triệu Lệ Dĩnh, Lý Thần, Mã Khả, Tưởng Hân, Tư Hải Kiều, Trương Đăng Phong.